Hải quân Việt Nam làm chủ vũ khí trang bị mới, hai tàu Gepard hiện đại nhất sắp tới Nga. Những chuyến đi biển xa dài ngày hết sức thành công của các tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại nhất đã chứng minh Hải quân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ vũ khí trang bị mới. Hải quân Việt Nam tham dự Arm Games 2021 tại Nga. Theo báo Hải quân Việt Nam sáng ngày 2 tháng 3 tại Hải Phòng, quân chủng Hải quân tổ chức triển khai nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Arm Games 2021 chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, phó tư lệnh tham mưu trưởng, trưởng ban chỉ đạo Army Games quân chủng hải quân chủ trì. Army Games 2021 dự kiến diễn ra từ 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ cử biên đội tàu 501 Trần Hương Đạo, 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân tham gia sự kiện này. Tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn cúp biển với bốn nội dung gồm kỹ năng hàng hải điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định, đấu tranh chống mìn tại cơ sở huấn luyện trên bờ, sử dụng phương tiện cứu hộ thực hành trên biển, thi bắn pháo tàu, bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi. Đây là lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam cử tàu tham gia thi tài trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Ami Games do Liên bang Nga tổ chức chính. Được biết, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia Army Games 2021. Hiện tại, Lữ đoàn 162 đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các kíp tham gia hội thao, trình các cơ quan thẩm định phê duyệt, ra soát lựa chọn những đồng chí có năng lực, sức khỏe và các đội tuyển, xây dựng lịch điều hành huấn luyện tàu 015-016 để thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt. Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua ngày 4 tháng 3 năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hiện nay giai đoạn 2 cuộc thi SEA Cup 2021 của các kíp tàu hải quân Nga đang được tiến hành tại hạm đội Baltic nhằm chuẩn bị cho Army Games. Trước đó, trong giai đoạn 1 cuộc thi SEA Cup 2021, các kíp tàu giỏi nhất đã được lựa chọn trong đội hình tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại nhất Việt Nam tiếp nối hành trình kỳ diệu những chuyến đi biển xa, dài ngày hết sức thành công của các tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại nhất đã chứng minh Hải quân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ vũ khí trang bị mới và việc cử biên đội hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 01 năm Trần Hưng Đạo 016 Quang Trung tới nga tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 một lần nữa đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Hải quân Việt Nam nhất là với các kíp tàu Gepard hiện đại nhất. Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức các môn thi của Hải quân Army Games 2021 được ban tổ chức tiến hành ở đâu, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ là ở Viện Đông Nga. Nếu thông tin này được xác nhận, biên đội tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một hành trình kỳ diệu nữa là vượt đại dương, vượt hàng nghìn hải lý tới Nga tranh tài. Trước đó, các tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam đã nhiều lần thực hiện những chuyến thăm giao lưu hai tuần trang chung với Hải quân các nước bạn, đã góp phần xây dựng và phát triển lực lượng không ngừng lớn mạnh. Cụ thể như sau: Vào tháng 2 năm 2016, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 011 Đinh Tiên Hoàng đã vượt hai đại dương từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương để tham gia lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế ở thành phố cảng Vishakh, Nam, Ấn Độ. Vào tháng 10 năm 2018, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 15 Trần Hưng Đạo đã tham gia dự lễ duyệt binh tàu hải quân tại Hàn Quốc. Mới đây nhất, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 102 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã tham gia triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế LIMA 2019 ở Malaysia và thăm Myanmar. Ngoài ra, tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam cũng đã thăm Trung Quốc và tham gia diễn tập tuần tra chung trên biển của Hải quân nước bạn. Hy vọng các kiếp chiến đấu đã có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên rất ăn ý, hiểu nhau và thực sự làm chủ vũ khí trang bị, hăng say nỗ lực tập luyện, cùng với chỉ đạo theo dõi, kiểm tra công tác huấn luyện, đảm bảo trên các mặt chuyên môn của thủ trưởng cấp trên. Hai kiếp tàu 015 Trần Hưng Đạo, 016 Quang Trung sẽ giành được thành tích cao tại Army Games 2021 sắp tới. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.